Cũng giống như bao nghề khác, nghề bưu tá là nghề nhọc nhằn. Họ không chỉ đối diện với những quãng đường xa, khó khăn hàng ngày với nhiệm vụ chuyển thư từ, sách báo, hàng hóa, làm cầu nối thông tin liên lạc cho tất cả các cấp chính quyền cũng như người dân từ thành thị đến nông thôn. Có những người bưu tá đã gắn bó và rất yêu nghề bởi họ nhận thấy niềm vui và ý nghĩa của nghề bưu tá đối với cuộc sống và xã hội. Chị Nguyễn Thị Thoan ở xã Bình Kiều, huyện Khoái Châu được người dân biết đến là một bưu tá tận tâm, yêu nghề, luôn cố gắng mang bưu phẩm tới người dân sớm nhất có thể. Đó là nhân vật trong mục Nét đẹp xứ Nhãn tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Mỗi ngày, chị Thoan đều đặn di chuyển 2-3 lượt từ nhà tới bưu điện huyện Khoái Châu để nhận bưu phẩm. Sau đó lại phân loại, sắp xếp để giao bưu phẩm cho khách hàng. Từng ngõ ngách, từng hộ gia đình ở xã Bình Kiều, chị Thoan đều đã thuộc như lòng bàn tay. Ngày mưa bão, tức là thư từ công văn thì mình cũng vẫn cứ phải đi. Hai nữa là mình đi phát ở công ty thì chỉ đến giờ thì người ta mới cho công nhân ra lấy hàng. Mà 11 rưỡi thì mình phải có mặt ở cổng công ty. Mà nếu như không giờ đấy mà không có mặt thì phải là 7 rưỡi hoặc 8 giờ kém tối. Đấy, thì mình mới giao được hàng. 7 năm qua, chị Thoan đều đặn di chuyển trung bình 15 km mỗi ngày. Hơn 38.000 km đã đi qua và rất nhiều bưu kiện tới tay người dân. Công việc vất vả, không có ngày nghỉ, cũng chẳng quản nắng mưa. Chỉ có tình yêu nghề mới giúp chị Thoan gắn bó với công việc này. Có những cái đơn hàng nhé, hay là cái thư ấy, nhiều người người ta rất là cần. Khi mà mình gọi điện, mình giao đến cho người ta là người ta mừng lắm. Người ta cứ cảm ơn, thấy là mình cảm thấy là cũng vui. Sau hơn một tuần nhận bưu phẩm, ông Đặng Hữu Lùn vẫn chưa hết bất ngờ và mến mộ người nữ bưu tá này. Bởi trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, ông đã nhận được bưu phẩm của các con gửi về. Tôi thì thấy vui lắm, nhờ các chị là cũng quá nhiệt tình, mưa gió rồi kia là mang đến tận nhà cho, thì thế này chúng tôi là cảm ơn. Đến với công việc bưu tá, chị Thoan cũng gặp không ít trở ngại, nhất là sự không ủng hộ của chồng. Anh sợ chị vất vả rồi không có thời gian chăm lo cho gia đình. Thế nhưng vượt qua khó khăn, tình yêu nghề của chị đã dần thuyết phục anh và các con. Mà xã mình đi một thời gian rồi cũng vui và cũng cảm thấy yêu nghề. Tuy rằng vất vả nhưng mà về nhà là cũng thấy vui vẻ. Đấy. Mà hơn nữa là cứ mỗi năm lại cầm về cho chồng cho con một sấp giấy khen nên là cũng thấy phấn khởi. 7 năm gắn bó với nghề bưu tá, chị Thoan đã nhận được rất nhiều giấy khen của tổng công ty, liên tục đạt danh hiệu bưu tá xã giỏi. Đó là sự khích lệ tinh thần giúp chị Thoan cố gắng hơn trong công việc. Nhưng với chị Thoan, niềm vui lớn hơn cả là sự yêu mến, những nụ cười rạng rỡ của bà con khi nhận được bưu kiện của mình an toàn và đúng thời gian.